Bàn làm việc Hòa Phát STMD04-2C16 thiết kế 2 chỗ ngồi dành cho nhân viên văn phòng với kiểu dáng hiện đại, tiện nghi. Sản phẩm bàn Modul nằm trong bộ sưu tập nội thất văn phòng mới mang tên Cella được giới thiệu và ra mắt trong quý tháng 4 năm 2023. Về thiết kế, bàn làm việc văn phòng Hòa Phát STMD04-2C16 trang bị khung chân sắt mã C16 dựa trên công nghệ sản xuất dập tạo hình bề mặt sơn tĩnh điện màu trắng ốp đen. Phần mặt bàn làm từ gỗ công nghiệp MSC phủ melamin cao cấp mang đến độ bền cho sản phẩm trong quá trình sử dụng. Mặt bàn làm việc vắt cạnh 45 độ trang trí, bên trên có một vách ngăn thiết kế kiểu mới của Hòa Phát với dạng ống thắt laser trang trí ấn tượng, bên cạnh trang bị một nắp DJ tiện dụng. Thiết kế phần bàn làm việc STMD04-2C16 đi kèm một hệ kệ tủ kích thước lớn với các khoang trống để tài liệu, một khoang để CPU, ngăn kéo có mã khóa và một ngăn tủ cánh mở. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.